Sáng ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội, hai Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với tập đoàn Fuyo Nhật Bản tổ chức lễ trao học bổng Fuyo cho các sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên cả nước năm học 2015-2016. 80 sinh viên xuất sắc đến từ 27 trường đại học trên cả nước được trao học bổng với tổng trị giá 24.000 đô la Mỹ. Số tiền này được hỗ trợ trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam. Lễ trao học bổng năm nay có tổng số 18 trên 27 trường với 53 trên 80 em sinh viên về tham dự. Các trường không tham dự là những trường ở khu vực miền Trung và miền Nam. Tại các trường này, lễ trao học bổng cho những em sinh viên xuất sắc sẽ được tổ chức riêng. Quỹ hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật Fuyo thuộc tập đoàn Fuyo là quỹ học bổng thường niên dành cho sinh viên Việt Nam. Sau 19 năm hoạt động, quỹ Fuyo đã trao học bổng cho hơn 1.300 sinh viên xuất sắc trên khắp Việt Nam với tổng số tiền 260.000 đô la Mỹ.